Mình bắt đầu bị giảm sinh lý nam thì tầm khoảng hơn 1 năm về trước. Thì lúc đầu thì là mình cũng nghĩ là do là công việc thôi, thì nhiều việc quá thì nó stress, nó căng thẳng thì mình bị yếu đi thôi. Nhưng mà về sau thì mình phát hiện ra là cái triệu chứng của nó là càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Thì nó giảm sinh lý và mình khiến cho mình cái ham muốn của mình với vợ chồng ấy thì nó cũng ít đi rất nhiều. Và cái sức khỏe của mình trong những cái việc như vận động nặng hàng ngày ấy thì mình cũng thấy là yếu đi nhiều. Và nhiều khi là cũng thương vợ, thương gia đình lắm nhưng mà mình phải trốn tránh vợ cái chuyện đấy bởi vì mình không có cảm thấy ham muốn. Và nhiều khi là làm một cái việc nặng nhọc gì đấy là cảm thấy rất là mệt, rất là khổ. Và mình thấy tình trạng như thế là nó không ổn, cũng rất là muốn chia sẻ ra nhưng mà không biết là phải hỏi ai cả. Và nhưng mà may mắn là trong một cái lần mà chè chén thì anh em đồng nghiệp với nhau thì có chia sẻ là cái cậu bạn ở trong cơ quan mình ấy là cũng đã từng bị những cái triệu chứng như mình và thậm chí là còn bị nặng hơn. Nên là cậu ấy mới chia sẻ đó là sử dụng cái sản phẩm đó là Trường Xuân Vương này và kết hợp với cái việc đó là chăm chỉ luyện tập thể thao, vận động cũng như là ăn uống khoa học hơn, giảm bớt những cái như là rượu chè không cần thiết. Thì mình thấy là qua cái thời gian sử dụng Trường Xuân Vương ấy thì mình thấy là cơ thể mình khỏe lên rất là nhiều và mình thấy sinh lực của mình nó dồi dào hơn là rất là nhiều. Và mình cũng có đi tham khảo với lại bác sĩ thì là được nhận được đó là thông tin đó là Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm mà được chiết xuất từ các thành phần dược liệu tự nhiên và rất là tốt cho cơ thể, cho nên là hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài. Và cái sản phẩm Trường Xuân Vương này nó được đóng ở dạng lọ cho nên là mang đi rất là tiện dụng. Và lúc đầu thì mình sử dụng Trường Xuân Vương với là liều đó là 4 viên một ngày. Nhưng sau đó thì khi mà sức khỏe mình đã tốt lên rất là nhiều, mình ham muốn nhiều hơn, đời sống của vợ chồng nó phong phú hơn và nó hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình chơi thể thao cũng thấy khỏe hơn nhiều và vận động thì không bị cảm thấy bị đau nhức xương khớp nữa. Thì mình đã giảm liều xuống chỉ còn lại là 2 viên một ngày và cảm thấy rất là tốt. Nhân đây cũng rất là cảm ơn với đến sản phẩm Trường Xuân Vương vì nó giúp cho đời sống vợ chồng mình cũng như là cuộc sống của mình hạnh phúc hơn rất là nhiều và viên mãn hơn rất nhiều. Tôi năm nay 30 tuổi, làm nghề thầu xây dựng. Để đạt hiệu quả trong công việc nên tôi cần phải tiếp khách rất là nhiều. Chính vì thế, gần đây tôi có biểu hiện của chứng rối loạn cương dương. Đây là một vấn đề rất là nhạy cảm. Tôi cũng khó có thể tâm sự được cùng với ai. Nhưng cũng rất là may, trong một lần nhậu cùng ông bạn đã giới thiệu cho tôi đến cái sản phẩm Trường Xuân Vương này của Lương Y Nguyễn Hữu Trọng. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn tự nhiên nên tôi rất là yên tâm khi sử dụng. Liệu trình 3 hộp sử dụng 4 viên trên một ngày. Sau khi sử dụng thử một liệu trình, tôi thấy sức khỏe cũng như những triệu chứng của tôi giảm rõ rệt. Tôi rất là vui khi được biết đến cái sản phẩm này và cũng rất mong những ai mà bị trường hợp giống như tôi sẽ được tìm đến cái sản phẩm Trường Xuân Vương này. Đây là một cái sản phẩm mà có lẽ nên được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Tôi cũng rất là cảm ơn bác sĩ. Chính vì sản phẩm này mà đời sống vợ chồng của tôi đã được cải thiện rất là nhiều. À, tôi cưới vợ năm 2016 thì lúc đấy tôi đã hơn 38 tuổi rồi, một cái tuổi cũng khá muộn để lập gia đình. Và sau khi lập gia đình thì chúng tôi phải tập trung làm kinh tế mất vài năm, thì là chúng tôi phải kế hoạch hóa gia đình một chút là không dám sinh con ngay thời điểm đấy. Và sau khoảng 3 năm làm kinh tế thì chúng tôi có bát ăn bát để, thế là sau đấy chúng tôi tính cái chuyện là thôi bây giờ không kiêng cữ nữa mà sẽ sinh con, bởi vì là tuổi bắt đầu lớn rồi, cũng hơn 40 cả rồi. Thì tôi bắt đầu là lúc đấy chúng tôi không hề có kiêng cữ gì cả mà sau hơn 1 năm cũng không có tin vui. À, vợ chồng tôi cũng rất sốt ruột mà bố mẹ thì thúc giục rất là nhiều. Thế là hôm đó là hai vợ chồng tôi phải rủ nhau đi khám về sức khỏe tình dục xem như thế nào. Thì rất là may là khi khám xong thì vợ tôi không sao, sức khỏe rất là tốt, về sinh lý thì rất là tuyệt vời. Nhưng bản thân tôi thì lại bị yếu sinh lý, mà lúc đấy thì tôi biết là tại sao, là bởi vì lúc cái hiện tượng của tôi là nó một sắp chắc là sau mấy năm đi làm kinh tế nhiều quá, nó vất vả quá, thì là tôi bắt đầu là có những hiện tượng là quan hệ với vợ, nói thật với các bạn là chuyện rất tế nhị, là không được lâu, nó chỉ 3 4 phút thôi. Đó là cũng như là các cụ thường nói là gì ạ, chuyện đến chợ để hết tiền. Vợ tôi thì không sao mà tôi thì bị cái đấy tôi rất là lăn tăn, bởi vì là mình là đàn ông, những cái chuyện tế nhị không biết tâm sự cùng ai cả. Mà
Sau đấy thì còn đau lưng mỏi gối, nó rất nhiều cái hiện tượng là nó rất là yếu sức khỏe. Thì là tôi cũng phải tìm rất nhiều loại thuốc bổ để uống. Thế nhưng mà sau khi một thời gian uống thì cũng cái tính hiệu quả không thấy nó đâu cả, thấy không ăn thua gì. Và tôi cũng rất là chán nản bởi vì nhiều cái buông xuôi không nghĩ đến cái chuyện đấy lắm. Rất tình cờ là một hôm là tôi đang ngồi xem tivi thấy quảng cáo về sản phẩm. Thì tôi cũng chú ý thì bởi vì nó đúng cái bệnh của tôi đang cần. Thì là thấy cái người lương y mà sản xuất cái sản phẩm này thì ông hơn 90 tuổi rồi. Và ông ấy lấy một cô vợ mà kém ông những 50 tuổi mà vẫn sinh ra một cặp trai gái rất là hoàn hảo. Thì tôi lại đấy là thêm một cái động lực cho tôi là tôi lại tìm hiểu thêm về sản phẩm xem là tại sao lại có sản phẩm hay đến thế. Và sau khi tìm hiểu kỹ về sản phẩm thì đây là cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe và nó còn tăng cường sinh lý nữa. Thì tôi mới mua về dùng thử. Khi mua hàng tôi còn được tặng là khi đơn hàng đầu tiên của tôi, khi tôi mua 3 sản phẩm là Trường Xuân Vương thì tôi được tặng thêm một lọ Trường Xuân Vương kèm theo, rất là tuyệt vời. Và thì là dùng được 2 tháng đầu tiên thì thấy sức khỏe tốt lên. Và cái chuyện mà gần gũi với vợ thì nó rất là hiệu quả. Thì tôi mừng quá tôi mới sử dụng thường xuyên. Và lần thứ hai thì tôi thấy cái căn bệnh của tôi nó giảm là rất tốt rồi. Tôi quay lại tôi mua 2 sản phẩm thôi. Tôi mua 2 sản phẩm Trường Xuân Vương thì tôi được tặng một viên ngậm và lốt oan. Rất là tuyệt vời. Và rất may cho tôi là sau 4 tháng sử dụng thì là vợ tôi báo tin vui. Ôi, gia đình tôi, bố mẹ tôi và chúng tôi vui quá. Thật là không ngờ sản phẩm nó lại kỳ diệu đến như vậy. Tôi rất cảm ơn sản phẩm Trường Xuân Vương đã đem đến cho tôi hạnh phúc và đem đến cho chúng tôi một đứa con tuyệt vời nữa. Xin cảm ơn sản phẩm Trường Xuân Vương rất nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.